Baby Shark Doo 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 Doo. Đây là một ca khúc thiếu nhi ắt hẳn rất quen thuộc với tất cả các bé đúng không? Đặc biệt là Baby Shark còn làm mưa làm gió suốt mấy mùa hè gần đây với giai điệu vui nhộn bắt tai. Và một tin vui là sắp tới đây Baby Shark sẽ được làm thành phim hoạt hình luôn. Như CNN đưa tin, hiện tượng YouTube đạt hơn 2,8 tỷ view. Baby Shark đang được phát triển thành một series phim hoạt hình cho kênh truyền hình Nickelodeon của Mỹ. Theo kế hoạch, Nickelodeon sẽ hợp tác với Smart Study, công ty chủ quản của Bing Phong, đơn vị sản xuất ra bài hát Baby Shark, để phát triển series phim này cho trẻ mầm non. Tháng 11 năm 2015, Baby Shark vụt sáng thành hiện tượng sau khi ra mắt trên YouTube, nhanh chóng trở thành bài hát mà bất cứ gia đình nào có con nhỏ cũng biết, nhờ giai điệu bắt tai và hình ảnh dễ thương. Hàng loạt sản phẩm ăn theo Baby Shark cũng nhờ đó khuynh đảo thị trường giải trí dành cho trẻ em. Đại diện Nickelodeon phát biểu với CNN, Baby Shark là một hiện tượng đa nền tảng và cả thế giới khá khao có nhiều nội dung và sản phẩm hơn xoay quanh bài hát này. Đội ngũ sáng tạo của chúng tôi đang đẩy nhanh tiến độ để cho ra nhiều sản phẩm Baby Shark với nhiều danh mục cho các nhà bán lẻ, và đội ngũ làm nội dung cũng rất vui mừng khi được phát triển một loạt phim hoạt hình hứa hẹn sẽ đưa sản phẩm này lên một tầm cao mới và thậm chí có nhiều người hâm mộ hơn. Phó chủ tịch điều hành Nickelodeon Animation Ramsey Naito gọi đây là cơ hội tuyệt vời để khám phá thêm thế giới của Baby Shark, một trong 10 video được xem nhiều nhất trên YouTube từ trước đến nay. Vậy là các bé nhà mình lại sắp có thêm một phiên bản thú vị để xem giải trí vào ngày hè rồi đây. Dù hiện tại thì ngày ra mắt dự án phim vẫn chưa được tiết lộ, thế nhưng cả cộng đồng fan cá mập đang rất ngóng trông rồi đó nhà sản xuất ơi!